Em lại chào các bác nhá. Em là sĩ Hải Phòng. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video hướng dẫn cô chú anh chị làm mà chưa biết cái cách kích kỳ trên thân tơ phi điệp mà vào cho những cái dòng mà dễ hoa. Ví dụ như cây những cái cây như năm trắng, cánh trắng phú thọ này, và một số cái cây cửu long cao phong, hoặc là ABC chấm chấm, cây nào mà dễ ra hoa đấy, như phú thọ này, cửu long này, một số mặt hoa hồng như hồng yên thủy, hoặc là hồng mỹ nhân này. Đó là những cây mà rất dễ là có thể là ra hoa nếu như mà chúng ta là tiêm thuốc quá mạnh và không biết cách xử lý, thì nó khả năng nó ra hoa rất là cao. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video là hướng dẫn cô chú anh chị nhà mình cách mình xử lý nhá. Thì mọi người xem video nhớ cho em xin một like, ấn đăng ký kênh và chia sẻ để cho mọi người biết nhá. Cái phần kích này nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà đòi hỏi cô chú anh chị lên lắng nghe, tại vì khi mà em làm em sẽ chia sẻ một cái số cái cần thiết để sau khi mình kích xong là mình sẽ xử lý, mình sẽ làm những cái gì để cho cây nó dễ ra kỳ hơn là ra hoa. Thì cũng tiện đây là cũng có một số bác là hỏi em là cái cách là test hoa đầu ngọn ấy. Thì đây này, em sẽ hướng dẫn cô chú chị luôn. Thì như cô chú chị là đây là em đã xé cái lá này ra để mình test hoa đầu ngọn. Thì cái vào cái thời gian này ấy, mình có giỏ AB vào đầu ngọn rời biển thì nó cũng không có thể khả năng ra hoa. Thì mọi người có thể là dùng cách là test hoa đầu ngọn bằng kỳ duy xanh, hoặc là pro, hoặc là duy đỏ đều được hết. Thì cái test hoa này nó cũng có tỷ lệ thôi, chứ nó không phải là bách trúng nhá. Thì cô chú anh chị lưu ý cho em là khi mà mình test hoa đấy, là mọi người xé hai cái lá chóp ngọn của nó ra như vậy, mà xé cái lá này. Khi nào là mình nhìn thấy cái nhân ở bên trong này này, đấy, nhìn thấy cái nhân bên trong đấy, thì là mình sẽ thôi và mình giỏ trực tiếp kỳ pro hoặc là duy xanh hoặc là AB vào cái đầu ngọn này và ngồi chờ đợi kết quả. Chứ còn mình mà xé mớm mớm thì nó cũng không có khả năng ra hoa đâu. Mình phải xé nhìn thấy rõ cái nhân này này. Đây này, cô chú anh chị nhìn thấy rõ cái nhân đầu này. Đấy, thì là mình mới giỏ thuốc nhá. Đó là cái việc mà mình test hoa đầu ngọn. Là cái cô chú anh chị là vừa rồi là hỏi em khá là nhiều. Thì đấy là mình phải làm như vậy. Thì cái này em cũng xé và em test rồi. Em không nhỏ nữa. Thì hôm nay là em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị là cái cách mà làm kỳ trên thân tơ phi điệp. Thì cái điểm đầu tiên để mình có thể làm kỳ trên thân tơ phi điệp, đó là cái thân cây này nó phải là khỏe nhá cô chú anh chị nhá. Cây phải khỏe, bộ rễ khỏe, ấm chậu. Và cái thứ hai là mầm gốc lên đã có rễ. Đây, như cái này cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rễ của nó là đã ra rồi đây này. Đấy, là một cái này. Thì đây là hôm nay em sẽ làm mấy cái chậu làm cánh trắng phú thọ này. Thì cô chú anh chị có thể nhìn nó đã ra rễ hết rồi. Đấy, còn cái mầm bên này thì là do cái ông mầm lỡ này ông nuôi, thì không liên quan đến ông này nữa. Thì cái ông mầm gốc này là nó được con mẹ nó nuôi, nhưng mà con mầm gốc này nó đã có rễ rồi, thì em sẽ tiến hành em kích được cái ông này. Đấy là cái bước mà mình làm. Ví dụ như là cô chú anh chị mà nóng vội, mà khi mà cây nó chưa có rễ mình vẫn có thể là làm được, nhưng mà cái mầm gốc của mình sau lớn lên là nó không đạt. Đấy là cái lưu ý của em. Đây, như cô chú anh chị nhìn bên này là cái mầm này cũng có rễ rồi. Đấy là em sẽ tiến hành là em kích. Bây giờ em sẽ tiến hành em kích cái cây này. Em sẽ làm mẫu một cây, còn đâu là những cái cây kia thì tí em sẽ làm sau. Và cái kích này cô chú anh chị lưu ý cho em là làm vào buổi chiều mát hoặc là buổi tối nhá, để tỷ lệ kỳ nó ra nhìn ra đạt hơn. Và trước khi làm mình tưới nước cho cây 2 tiếng đồng hồ.
tức là hai mình tưới nước cho cây trước 2 tiếng để cây nó mát cây đi, nó không không quá nóng cây, nó mát cây, nó ngấm nước nó mát cây, là xong. Đó là 2 tiếng sau mình sẽ kích. Và kích cái kiểu cách này là mình sẽ kích cho cây nó ăn nhẹ thuốc nhất có thể để nó ra ki khỏe, mà ki ra đến đâu là có rễ đến đấy. Thì cái cách này người ta gọi là xe chỉ luồn kim, là cái cách của em. Thì dụng cụ cô chú anh chị cần cho em đó là một cái kim, một cuộn chỉ và lọ thuốc kích. Thì em có dùng cái Kivoro, cô chú anh chị không có thì có thể là dùng Duy Xanh đấy. Thì em dùng cái Pro tại vì là mấy nay em quen tay rồi, cái lọ là còn nhiều quá, em sẽ dùng cái này. Thì mình kích nó bằng cái cách nào đó là mình sẽ lấy cái kim mình xuyên một lỗ đấy, xuyên như em làm này, và mình kéo nó sang đấy, kéo sang như này, giống như kiểu là khâu áo đấy. Đây, sau đó là mình sẽ dùng cái thuốc kích này, mình sẽ chấm vào cái chỉ này để cho nó ăn được ít thuốc nhất có thể. Mà thì là mọi người sẽ rút cái chỉ sang bên này một tẹo nữa để cho thuốc nó vào, thì là nó sẽ ngấm rất là ít thuốc. Sau đó là mình sẽ cắt cái này đi, cắt cái phần bên này đi, và mình sẽ để nguyên cái chỉ ở đây. Thì cái cách này nó sẽ đưa cô chú anh chị đến kết quả là tốt nhất, khi mà cây cô chú anh chị là ki nó ra là nó sẽ có rễ, nó không xảy ra tình trạng là bị sốc thuốc, tại vì cái lượng thuốc nó ngấm vào cái chỉ này rất là ít, mà mình kéo sang bên kia thì cũng rất là ít. Thì là nó là như vậy. Nếu mà mọi người muốn test hoa ấy, thì mọi người có thể khoan, mình tiêm cái lỗ nó chéo như này này, để cho cây nó được được ăn nhiều thuốc hơn. Thì đấy là cái cách test hoa. Đây em lại làm thêm một cái nữa đi. Thì cây này của em nó cũng khá là khỏe, em sẽ làm gần như là hết cây. Đấy, mình sẽ kéo qua. Rồi nó chỉ có vậy thôi. Sau đó lại bôi thuốc vào. Cái này thuốc bôi các cô chú chị là không pha phiếc gì nhá, để trực tiếp để thuốc đặt trực tiếp nhá, và mình sẽ rút qua như này. Kéo này của em nó cùn quá rồi. Rồi em sẽ tiếp tục xiên ông này hoặc kéo sang bên này. Rồi mình sẽ kéo qua và cắt nó đi. Vậy thôi. Cách này thì nó mình làm rất là nhanh, không quá mất nhiều thời gian. Mọi người có thể là làm rất là đơn giản. Thì cái việc mà kích ki trên thân tơ phi điệp thì nó có rất là nhiều cách chứ không phải một cách. Nếu bác nào xem thấy là mình biết rồi, có thể là bỏ qua cái video này, tránh trường hợp là nói lôm côm làm mất đi quan điểm của anh em. Đấy, vậy thôi. Em sẽ làm tiếp một cái nữa. Nhà em gần trường học nên là tầm này học sinh nó ra rất là ồn. Không biết là cô chú chị có nghe rõ không. Đấy. Cách này thì khá là nhanh, không mất thời gian làm như cái cách mà cô chú chị là ngồi khoan hoặc ngồi gảy mắt. Thì mình sẽ tùy cơ ứng biến để mình làm. Ví dụ như cây HO thì cô chú anh chị khoan để cho nhiều thuốc nó không sao cả. Như cây Phú Thọ nó dễ hoa thì mình sẽ phải làm cái cách này.
Đấy, cái cơ bản nó là như vậy cô chú chị nhá. Thì mình sau khi là mình kích xong, mình sẽ phải cắt nước cho cây là 24 tiếng. Sau đó là mình sẽ treo vào nơi dâm mát, độ ẩm cao để đạt kết quả kích kỳ của mình tốt hơn. Rồi video của em xin kết thúc ở đây. Em là Sĩ Hải Phòng. Mọi người xem video nhớ cho em xin một like, ấn đăng ký kênh và chia sẻ để mọi người cùng biết nhá. Em xin cảm ơn cô chú chị đã theo dõi video.